Bến xe Vinh bình quân một ngày tiếp nhận từ 300 đến 350 đầu xe với hàng ngàn lượt hành khách đi và đến tại đây. Với lượng khách đông nên công tác phòng chống COVID-19 được triển khai hết sức chặt chẽ. Nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt được nhân viên kiểm tra thường xuyên mỗi khi có hành khách đi và về. Còn tại khu vực nhà ga, khi hành khách làm thủ tục mua vé xong đều phải khai báo y tế bắt buộc mới được tiếp tục hành trình. Cái khu vực vùng dịch Đà Nẵng là từ 28 giờ là toàn bộ các tuyến xe từ Vinh đi Đà Nẵng là dừng, không hoạt động nữa. Các cái tuyến mà hiện tại chưa có cái công bố điểm dịch thì vẫn hoạt động bình thường. Đối với các cái tuyến xe, tất cả các cái tuyến xe mà đi về bến trước khi trả khách xong thì chúng tôi yêu cầu là ra rửa xe sạch sẽ trước khi sát trùng, thực hiện công tác sát trùng khử khuẩn để lên bến xếp khách. Sở đã thành lập các cái đoàn kiểm tra, các cái đơn vị thực hiện nghiêm túc, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc cái việc các cái chỉ đạo của cấp trên nhằm giãn cách đảm bảo an toàn cho công dân. Cái thứ ba là thực hiện cái nhiệm vụ của Ủy ban nhân tỉnh giao, Sở đã điều động phương tiện để vận chuyển công dân về các cái khu vực cách ly và vận chuyển công dân từ khu vực cách ly về các địa phương sau khi đã đảm bảo xong cái thời gian cách ly. Không chỉ riêng ngành vận tải bằng đường bộ, ngành đường sắt cũng đã trang bị hệ thống bồn rửa tay và phòng khử khuẩn tự động trước cổng ra vào. Tại khu vực nhà chờ, nước sát khuẩn cũng được bố trí một cách thuận tiện nhất để người dân dễ tiếp cận. Còn với những người dân, việc trang bị khẩu trang và hạn chế đi du lịch là điều cần thiết trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Gia đình là có ý định năm nay là đi về Huế. Thế do cái tình hình dịch nó diễn ra nó có tương đối phức tạp, thực hiện tiếp cái chỉ thị 16 và chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Thì tôi giá trả hoãn lại vé để đảm bảo được cái thứ nhất là cái phòng dịch cho bản thân mình cũng như là gia đình và cộng đồng xã hội. Cái đó thì cái yếu tố mà nó là bắt buộc rồi. Chứ nếu không thì mình mà vẫn cứ không thực hiện các cái biện pháp phòng dịch cho tốt và nó cộng đồng lây lan toàn bộ xã hội. Đó một vấn đề rất là nguy hiểm. Tính đến thời điểm hiện nay, tại Nghệ An chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào liên quan tới COVID-19. Tất cả mọi công tác phòng chống dịch đang được phát huy có hiệu quả. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, tỉnh Nghệ An cũng khuyến cáo mọi người dân nên thận trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh cho bản thân, đặc biệt lựa chọn loại hình vận tải đi lại phù hợp, tránh tập trung nơi đông người. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.